Thời tiết hôm nay 22 tháng 10, miền Bắc trời lạnh rét, Bắc Trung Bộ đón mưa to. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên miền Bắc hôm nay thời tiết lạnh đến rét, phía Bắc khu vực Trung Bộ chuẩn bị đón đợt mưa to. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy Văn, hôm nay 22 tháng 10, thời tiết Bắc Bộ tiếp tục lạnh đến rét do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh mạnh. Nam Trung Bộ có mưa rào đến mưa to với lượng mưa 10-30 mm, có nơi trên 50 mm. Từ đêm nay không khí lạnh lan tới các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế kết hợp thêm nhiễu động gió gây mưa trở lại. Có nơi mưa to đến rất to, lượng mưa 20 đến 50 mm, có nơi trên 100 mm. Trong mưa rông khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Về đợt không khí lạnh đang diễn ra, hôm nay Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm và sáng trời lạnh, vùng núi phía Bắc có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ 20 đến 23 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ 16 đến 19 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 14 độ C. Trên biển, ở vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7 đến 8, biển động, sóng biển cao 2 đến 3 mét. Khu vực phía Bắc của Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao 2 đến 4 mét. Dự báo thời tiết chi tiết hôm nay 22 tháng 10. Hà Nội nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng gián đoạn, đêm và sáng trời lạnh nhiệt độ thấp nhất 21 đến 23 độ C, cao nhất 26 đến 28 độ C. Phía Tây Bắc Bộ có mây, đêm không mưa, ngày nắng, đêm và sáng trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 19 đến 22 độ C, có nơi dưới 19 độ C, cao nhất 27 đến 30 độ C. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, mưa vài nơi, chiều giảm mây hưởng nắng. Đêm và sáng trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 20 đến 23 độ C, Vùng núi cao có nơi dưới 16 độ C, cao nhất 26 đến 29 độ C. Thanh hóa đến thừa thiên Huế nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi, phía nam mưa rải rác. Phía bắc đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất 21 đến 24 độ C, cao nhất 26 đến 29 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, mưa rào đến mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ C, cao nhất 29 đến 32 độ C. Tây Nguyên có mây mưa rào và rông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 20 đến 23 độ C, cao nhất 28 đến 31 độ C. Nam Bộ có mây, mưa rào và rông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ C, cao nhất 31 đến 34 độ C.